Quay cho nó coi cho nó hỏi hoài, nó nói ủa chạy láp gì không có ngon sao? Nó hay lắm. 300 rồi. Chú sáng giờ chạy được nhiều không? 300. 300 à, tùy bữa ha. Hôm qua 300 mấy, trước 400 mấy, 500. Cái bữa thì 300 mấy, 400 mấy, 500 vậy ha, tùy bữa. Có mấy cái bữa mấy châu hai trời. Nó không có đều ở chú ha, nhiều khi có bữa thì no, còn có bữa thì có mấy chục ngàn, không không đủ chi phí nữa. À. Nãy giờ tính đi ăn nữa mà đủ nó ra canh ba kiếm cuốc đi luôn rồi. Tính là chạy ráng chạy thêm cuốc rồi đi ăn luôn phải không? À thì ra là vậy. Chú hay chạy khu vực này sao hôm bữa cũng gặp chú ở đây à? Hay ngồi đây lắm. Hay ngồi đây lắm hả? Chạy vòng đây. À vậy bên vòng khu này là kiếm cuốc. Nhưng mà chú đi vòng có cái gì vậy? Nhưng mà chú thích chạy cũng gần hay cũng xa hơn? Xa gần thì miễn là nổ là mừng nữa không? Có khi nào mình cũng lựa cố công chứ nhiều khi mình cứ có là quất luôn phải không? Đi là đi luôn hả? À, sợ mình bỏ qua này kia nó trừ tỷ lệ của mình rồi nó không phát cho mình là khổ nữa hả? À. Kê cái mà nói. Sao không mặc áo kia mà áo này? Tùy mà áo khoác theo cho nó đỡ nóng chứ ra ngoài đường nó trời nắng thì nóng lắm. Đổi nó tính nhiêu tiền? Đổi em bữa do nó đổi tính 80.000 á. Có mấy người đăng ký mới luôn, tôi mới chậm tiền đồ á. Mấy trăm á? Mấy trăm đâu rẻ đâu, đồ bán hết. Đám này nhiều khi nó bắt đổi đồ mới không chứ? Có chứ. Đổi đồ nó tính tiền không hay là miễn phí? Trời. Đồ ta bận còn bận được cho ta bận cái chứ. Nó mặc được thì thôi. Này em nội tôi lên nè, mặc được cái sao nói cho. À lên thấy mặc được thôi, nó cho mình mặc tiếp không? Được thì thôi. Vậy nó phải lên kiểm tra không chú? Có chứ. À lên kiểm tra coi đồ tác phong của mình giống quân đội quá ha. Thấy kỷ luật cũng cao quá. Thôi đồ nói ta đảo như vòng queo qua đây có bay lại một tí. Đảo kiếm cứu lại coi lại ngồi đó hả? Ờ cứ vậy, chú có ngồi đây, ngồi bên kia á. À, nãy cũng... giờ quốc sáng giờ quốc đây cũng 7-8 cuốc cũng kinh nghiệm quá ha, quốc đây 7-8 cuốc rồi đó. À, khu vực này nãy giờ cứ đợi đây 7-8 cuốc rồi hả? Hôm qua 11 cuốc ở đây. À hôm qua 11 cuốc hả? Vậy là khu này cũng đắt xô quá ha. Ở đây công việc có đi cũng nhiều lắm, công việc ở đây cũng nhiều mà. À, cái vườn té. Cảm ơn chú nha.